Doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam đòi hỏi được đối xử bình đẳng hơn so với doanh nghiệp nhà nước. Thông tin vừa nói được đưa ra trong sách trắng về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2016 công bố hôm 8 tháng 7 tại Hà Nội. Theo Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, gần đây nhiều quyết định liên quan đến doanh nghiệp tư nhân đã có cải cách. Tuy nhiên, để có môi trường kinh doanh tốt hơn, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chờ đợi những chính sách tốt hơn cho doanh nghiệp. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's của Mỹ vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của 4 công ty con thuộc tập đoàn Formosa, mặc dù nhà máy thép của tập đoàn này ở Hà Tĩnh vừa thừa nhận sa thải làm cá chết hàng loạt ở biển miền Trung Việt Nam. Cụ thể, Moody's vẫn giữ nguyên mức tín nhiệm Baa1 với triển vọng ổn định của 4 công ty Formosa Plastic, Nanya Plastic, Formosa Chemical and Fiber và Formosa Petrochemical. Hàng trăm triệu lao động ở Đông Nam Á có nguy cơ mất việc vì robot. Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, việc làm của khoảng 137 triệu lao động từ Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam có nguy cơ bị robot thay thế trong hai thập kỷ tới, đặc biệt là những người làm trong ngành công nghiệp may mặc. Cụ thể, có khoảng 86% số công nhân dệt may của Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc vì xu hướng tự động hóa. Ngoài ra, một số ngành khác cũng sẽ chịu tác động lớn từ công nghệ cao như công nghệ ô tô, điện điện tử, giày dép và kinh doanh bán lẻ.